Mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Món Chay Huệ Hoàng Vlog. Thêm một món ăn chay ngon từ vài trái bắp Mỹ và một ít nấm, Diệu Huệ đặt tên là món chả bắp chay, làm thay đổi khẩu vị cho gia đình. Nhân tiện Diệu Huệ chia sẻ công thức làm đến cô chú anh chị em và các bạn luôn. Giờ thì Diệu Huệ giới thiệu sơ cái nguyên liệu. Ở đây Diệu Huệ có bắp Mỹ, nấm đông cô, nấm mèo, nấm kim châm, ngò rí, bạn nào ăn vì sức khỏe thêm hành lá, ớt để làm nước mắm, bột bắp, bột chiên giòn, gia vị nêm thì muối, đường, bột nêm, dầu hào chay, nước tương và nước mắm chay. Món này mình ăn với cơm hay là ăn với rau sống, bún cũng được ha. Bây giờ Diệu Huệ bắt tay vào làm luôn nè. Trước tiên là mình bào bắp ha các bạn. Các bạn bào cho tới hết luôn. Còn nhà bạn nào mà không có cái bào á, mình lấy con dao bén mình cắt cũng được ha các bạn. Rồi mình bào bắp xong hết rồi nè các bạn. Rồi giờ mình cắt nấm ha. Các bạn cắt nấm sợi ra như thế này thôi nè. Rất là dễ. Rồi nấm mèo mình cũng cắt sợi ra y như vậy luôn ha. Và hai loại nấm này nè, hôm nay Diệu Huệ đã luộc sơ rồi nên mình không cần phải xào. Mình luộc như vậy á, thì nó sẽ hết cái mùi hắc ha các bạn. Nhất là nấm đông cô á. Rồi mình cũng cắt sợi cho tới khi hết thôi ha. Nấm nào cũng vậy. Nấm kim châm này mình cắt đôi ra là được ha. Rồi tất cả các loại nấm đã cắt xong rồi, mình cho hết vào trong cái bơ bắp này. Món này làm đơn giản lắm các bạn, mà ăn rất là bổ dưỡng và ngon, đồng thời làm cũng rất là nhanh luôn. Hành mình cũng cắt cho nhuyễn ha. Bạn nào ăn mà cử hành hay là cử ngò gì đó thì không bỏ ha. Còn các bạn ăn vì sức khỏe thì mình bỏ một ít hành này vô ăn rất là tốt cho sức khỏe. Mình cắt thêm một ít ngò rí. Rồi hành và ngò rí mình cắt xong rồi, mình cũng cho vô trong cái bơ này luôn. Mình nêm gia vị theo khẩu vị gia đình ha. Diệu Huệ cũng đã lấy cái gia vị để cho nó cân bằng. Với cái nguyên liệu cho vô đây một chút dầu hào. Ở chỗ các bạn người ta không có bán dầu hào chay thì khỏi bỏ. Rồi mình nêm vô đây một ít nước tương theo khẩu vị gia đình luôn. Một ít nước mắm chay. Diệu Huệ cho cái video nước mắm chay này vào cái màn hình kết thúc á. Bạn nào quan tâm thì bấm vào xem ha. Nước mắm chay Diệu Huệ nấu. Rồi mình cho vô đây một ít bột bắp để tạo cái độ kết dính đó các bạn. Mình bỏ vừa phải bột thôi cũng được. Tự vì có cái bắp là cũng chút nữa mình hấp là sẽ kết dính được. Và cho vào đây một ít bột chiên giòn. Bởi vì mình làm chả hấp và chả chiên giòn mà. Rồi cho vào đây một ít tiêu. Rồi mình trộn cái nguyên liệu này cho đều. Cái bắp và bột mọi thứ đã thấm gia vị rồi ha. Mình cho vô trong cối xay này mình xay. Mình làm nhỏ ra như thế này để mình xay cho nó dễ. Rồi nè các bạn ơi, Diệu Huệ xay xong hết rồi nè.
Nhà các bạn mà không có cối á, thì mình bỏ bột nhiều nhiều một chút rồi mình để về mình hấp cũng được ha. Nếu như mà nó lỏng quá thì mình cho một xíu bột vô đây ha các bạn ha. Rồi mình bỏ vô cái này mình hấp, nhưng mà các bạn nhớ bỏ vô đây một ít dầu để mà mình ráng cho cái chả không có bị dính ha. Rồi mình cho cái bắp vô đây. Rồi như vậy bỏ vô đây được hai cái bơ luôn. Nhà bạn nào mà có dầu màu điều á thì mình cho lên đây một chút cho đẹp ha. Còn không có thì các bạn khỏi bỏ dầu màu điều cũng được. Mình này cho lên đây nhằm mục đích cho cái màu nó tăng thêm cái vị hấp dẫn thôi. Rồi đẹp tuyệt vời các ông mặt trời. Rồi mình cho vô cái nồi này mình hấp 20 phút là chín. Rồi chả chín này nè các bạn. Mình tắt bếp và lấy ra cho nguội ha. Diệu Huệ lấy ra ha. Các bạn lấy ra nhớ để cho chả nguội, không hề rớt luôn nè các bạn. Cái này thì Diệu Huệ có cái quay nên rất là dễ lắm. Rồi cái khoảng thời gian mà mình chờ cho chả nguội, mình đi quết nước mắm và pha nước mắm. Ở đây Diệu Huệ cũng đã quết ớt với lại đường rồi nè. Thì cái nước mắm chay này Diệu Huệ nấu ở nhà, mình dùng để kho đồ ăn hay là để pha chế nước mắm rất là ngon á các bạn. Nước mắm chua ngọt thì mình pha vào đây một ít nước sôi để nguội. Và cái công thức pha nước mắm thì bạn nào cũng biết rồi ha. Thêm trái chanh nữa ha các bạn. Mình dắt nước cốt ha. Nước mắm phải chua chua ngọt ngọt mới ngon. Cắt trái chanh này ra. Mình nhấc vào cái chén này để mà mình lược bỏ cái hột ha. Cái độ chua ngọt thì mình ăn theo cái sở thích của gia đình ha các bạn. Rồi mình làm nước mắm xong rồi mình cắt cái chả ha. Các bạn có thời gian thì mình để cho thật là nguội hoặc là bỏ ngăn mát tủ lạnh á thì nó chắc ngon lắm. Này Diệu Huệ chưa có cần bỏ ngăn mát tủ lạnh luôn nè, tại vì làm ăn liền á. Rồi mình cắt xong rồi Diệu Huệ đi làm một cái dĩa chả chiên ha. Và bạn nào thích ăn chả hấp thì Diệu Huệ cũng sẽ làm một dĩa chả hấp. Mình nhấc cái chảo lên ha các bạn. Mình cho vô đây một ít dầu. Thử có dầu nóng chưa? Mình thử bằng cọng hành ha các bạn. Thì món chiên mình cho dầu nóng vừa phải thôi. Các bạn thích ăn giòn thì chiên giòn ha. Còn không thích ăn giòn thì chiên vừa phải. Mình để sống mình chiên là hút dầu dữ lắm, nên là Diệu Huệ hấp xong rồi mới chiên. Mình chiên sơ như thế này là được rồi đó, là giòn rồi đó các bạn. Bởi vì cái này mình hấp chín rồi mà không cần phải chiên kỹ ha. Rồi mình gấp mình xếp ra dĩa luôn nè. Rồi Diệu Huệ chiên xong một cái dĩa chả chiên rồi nè. Mình bỏ lên đây cọng ngò. Cho món ăn nó xanh tươi ha. Rồi món chả bắp chiên trông rất là hấp dẫn. Rồi bây giờ mình làm một dĩa chả hấp dành cho các bạn thích ăn món hấp. Và mình cho ra cái dĩa. Và đây là dĩa chả hấp nè các bạn.
Rất là tuyệt vời luôn các bạn. Món này ăn rất là thơm, ngon, ngọt. Rồi, dì Huệ cũng đã trang trí cái dĩa chả hấp xong. Đây, cái chả chiên này các bạn có thể chấm với tương ớt, ăn chơi cũng được ha. Và mình có thể là ăn với lại bún và rau sống cũng được ha. Hoặc là các bạn ăn với bánh tráng cuốn, rau sống cũng rất là ngon. Mùi nước mắm thơm nước mũi luôn các bạn ơi. Bún này thì các bạn cắt dưa leo, rau sống thì ăn uống thì các bạn biết hết rồi ha. Rồi mình chan nước mắm chua ngọt này vô mình ăn, hoặc là mình cuốn với lại bánh tráng cũng được ha các bạn. Mình cuốn với bánh tráng nè. Rồi, dì Huệ quay toàn cảnh cho cô chú anh chị em và các bạn xem nè. Món chả bắp chay này mình làm ăn các bữa ăn gia đình rất là bổ dưỡng, hoặc là làm đãi các buổi tiệc nhỏ cũng rất là tuyệt vời. Cô chú anh chị em và các bạn thấy dì Huệ chia sẻ các món ăn chay ngon thì tặng cho dì Huệ like, bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo các video mới tiếp theo, đón xem nhiều món ăn chay ngon hơn nữa. Chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng làm món chả bắp chay này ăn ngon miệng. Video hôm nay Diệu Huệ xin được dứt ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ món ăn chay ngon.